Kính chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 7 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Sau đây là những nội dung đáng chú ý của chương trình thời sự tối nay. Huyện Ba Bể chú trọng cải tạo thâm canh vườn hồng không hạt. Ghi nhận tại tổ hợp tác trồng rau thôn Đồng Tạo, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Cạn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp. Các đại biểu tham dự cuộc họp cơ bản nhất trí với bố cục nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Cạn khóa 6 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Cạn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời đóng góp một số ý kiến như cần đánh giá kỹ hơn về những kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Cạn trong nhiệm kỳ 2015-2020, từ đó đề ra giải pháp khắc phục một cách hiệu quả các mặt còn hạn chế. Thành phố Bắc Cạn có lợi thế hơn so với các địa phương khác về nguồn lực đất đai và con người nên cần có giải pháp nhằm khai thác hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Về phương hướng nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Cạn cần có giải pháp cụ thể để thúc đẩy dịch vụ sản xuất công nghiệp, phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại 3 hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị loại 2. Bên cạnh đó có giải pháp để nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường, tăng cường cải cách hành chính, phát triển nông nghiệp hàng hóa. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, thành phố Bắc Cạn cần xác định chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội phù hợp, hướng tới xây dựng đô thị xanh sạch đẹp, quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch hai bên bờ sông Cầu thật tốt để làm trụ phát triển kinh tế xã hội lâu dài, xây dựng cơ chế phù hợp và làm tốt công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư. Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Cạn cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Cạn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nari lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đại biểu tham dự đã cơ bản nhất trí với bố cục nội dung dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nari khóa 18, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời đóng góp một số ý kiến như trong dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá kỹ hơn về kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, cần phân tích sâu nguyên nhân của những mặt hạn chế để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, đánh giá đúng các tiềm năng lợi thế để xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho cả nhiệm kỳ, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương, đề nghị xem xét lại một số chỉ tiêu cụ thể đã đề cập trong dự thảo báo cáo chính trị theo hướng tăng lên cho phù hợp với tình hình thực tế và xu hướng phát triển của địa phương, cần xác định cụ thể các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác quản lý sử dụng đất đai, chú trọng bảo đảm an ninh lương thực gắn với phát triển sản xuất hàng hóa để nâng cao thu nhập đời sống của người dân. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Nari cần tập trung làm tốt hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, cần khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề về y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Ban Thường vụ Huyện ủy Nari cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của đại biểu tại buổi làm việc để bổ sung, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị, thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nari lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng nay, đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thiếu tướng Lương Quang Cương, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Cạn về kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Đỗ Thị Minh Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Tại tỉnh Bắc Cạn, 5 tháng đầu năm, thiên tai đã làm 4 người bị thương, hư hỏng trên 5.800 ngôi nhà, 18 phòng học, 23 công trình công cộng, hơn 900 hecta cây trồng, gần 40.000 mét khối đất đá sạt lở, tổng thiệt hại ước tính khoảng 33 tỷ đồng. Khi xảy ra thiên tai, các cấp chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị và nhân dân chủ động phòng tránh, khắc phục kịp thời, hiệu quả với phương châm 4 tại chỗ. Công tác bảo vệ hồ đập, công trình sung yếu được tỉnh Bắc Cạn quan tâm.
Tại buổi làm việc, tỉnh Bắc Cạn đã kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung, đó là xem xét điều chỉnh tăng mức hỗ trợ di dân theo hình thức xen ghép vùng đặc biệt khó khăn, miền núi từ nguồn trung ương hỗ trợ các tỉnh thực hiện, thống nhất hướng dẫn thành lập bộ phận chuyên trách tại cấp tỉnh và hoàn thiện bộ máy thực hiện công tác phòng chống thiên tai. Trung ương cần có cơ chế đặc thù để cấp kinh phí cho tỉnh hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai. Đối với những trường hợp cần phải hỗ trợ ngay, cần nghiên cứu để có biện pháp tổng hợp phòng chống thiên tai, trong đó có chính sách bảo vệ rừng, cấp kinh phí để tỉnh xây dựng, sửa chữa một số công trình phòng chống thiên tai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí cho tỉnh theo nội dung đề nghị tại văn bản số 485 ngày 6 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Hôm nay, đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư khai thác dịch vụ tuyến điểm du lịch tại Vườn Quốc gia Ba Bể và khu du lịch sinh thái Natural and Fresh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Green Kenner Việt Nam, tình hình triển khai quy hoạch phần trồng lấn giữa Công ty cổ phần tập đoàn FLC và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Green Kenner, ý tưởng quy hoạch của các nhà đầu tư cùng các nội dung liên quan, cùng dự có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay, quy hoạch xây dựng dự án du lịch tại Ba Bể của Công ty cổ phần tập đoàn FLC và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Green Kenner Việt Nam có những điểm bị trồng lấn lên nhau với diện tích khoảng 280 ha thuộc hai xã Khang Ninh và Quảng Khê. Sau khi nghe đại diện hai nhà đầu tư trình bày tiến độ triển khai, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, trên cơ sở tham vấn của các sở ngành liên quan, đồng chí Lý Thái Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đối với phần diện tích đất trồng lấn khoảng 100 ha ở xã Khang Ninh sẽ dành toàn bộ cho tập đoàn FLC tiếp tục thực hiện nghiên cứu quy hoạch. Đối với một số tiểu dự án, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trong quá trình lập quy hoạch, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Vườn Quốc gia Ba Bể để có quy hoạch phù hợp, tránh có những tác động trái luật vào khu vực rừng đặc dụng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đưa ra chủ trương đồng ý cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Green Kenner Việt Nam thực hiện quy hoạch toàn bộ diện tích hơn 600 ha tại xã Quảng Khê, trong đó có cả 180 ha diện tích trồng lấn. Trong quá trình thực hiện, đơn vị cần có sự phối hợp tốt hơn với tỉnh trong thực hiện các thủ tục đầu tư, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch theo tình hình thực tế hiện nay khi dự án thay đổi về tổng mức đầu tư và quy mô. Đặc biệt, trước mắt cần phối hợp ngay với huyện Ba Bể đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thuyền du lịch mới chạy bằng động cơ điện và khai thác tuyến xe điện tại khu du lịch Ba Bể, tránh để chậm tiến độ ảnh hưởng đến người dân địa phương nơi triển khai dự án. Sáng nay, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi sắp nhập, toàn tỉnh đã giảm được một đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân, giảm 3 chi cục và 35 phòng chuyên môn thuộc sở. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện đã giảm được 16 cơ quan chuyên môn, giảm được 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 35 đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 34 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Sau khi thực hiện sáp nhập, tỉnh giảm từ 122 xã, phường, thị trấn xuống còn 108 đơn vị hành chính cấp xã. Từ năm 2015 đến năm 2020, tỉnh đã thực hiện giảm số lượng biên chế hơn 1.000 người. Việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác quản lý, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đã mang lại những chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn hạn chế trong thực hiện công tác này, đó là việc sáp nhập bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp ở một số nơi, một số ngành còn thực hiện theo cơ học. Sau khi sáp nhập bộ máy hành chính mới của một số cơ quan đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, đề án vị trí việc làm đôi khi chưa sát thực tế, việc thực hiện tự chủ kinh phí đạt hiệu quả chưa cao. Những ý kiến kiến nghị của sở, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã được đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và tiếp tục kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành cấp trên xem xét. Hôm qua, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức họp với các cơ quan thông tấn báo chí để thông báo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.
Kỳ họp sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2020. Tại kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thảo luận cho ý kiến vào 19 tờ trình, 29 báo cáo và các dự thảo nghị quyết, bàn bạc, phân tích về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2020. Kỳ họp lần này cũng sẽ xem xét miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nội dung chất vấn của đại biểu được trả lời bằng văn bản. Phiên khai mạc của kỳ họp sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Nhằm nâng cao chất lượng cây ăn quả đặc sản ở địa phương, năm nay, huyện Ba Bể tiến hành cải tạo thâm canh 5 hectare hồng không hạt tại hai xã Thượng Giáo và Đồng Phúc. Trong đó, xã Thượng Giáo có 3,6 hectare với 17 hộ tham gia, xã Đồng Phúc có 1,7 hectare với 12 hộ tham gia. Ngay từ đầu năm, huyện Ba Bể đã bình tuyển cây hồng không hạt đầu dòng có năng suất cao, chất lượng tốt, xây dựng thêm các vườn ươm để cung cấp cây giống cho người dân. Huyện Ba Bể cũng tổ chức đào tạo, tập huấn cho bà con nông dân về kỹ thuật ghép cây giống và cải tạo vườn hồng. Đến nay, sau một thời gian chăm sóc và theo dõi, cây hồng không hạt thực hiện cải tạo, thâm canh tại hai xã trên đang sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 95%. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Bắc Nẵm đã thực hiện công tác tái đàn lợn được hơn 2.100 con. Số lợn tái đàn chủ yếu từ những con lợn nái sinh sản tại các xã thôn không bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2019. Lợn được hỗ trợ từ các mô hình dự án chăn nuôi lợn thịt bản địa, mua giống trên địa bàn huyện thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020. Các xã có số lượng lợn tái đàn đạt khá là xã Giáo Hiệu, Cổ Linh, Bằng Thành, Cao Tân. Tuy nhiên, đến ngày 24 tháng 5, dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại tại xã Bộc Bố với số lượng lợn đã tiêu hủy 19 con, trọng lượng 830 kg. Huyện Bắc Nạm đã chỉ đạo các địa phương quản lý, giám sát chặt chẽ việc tái đàn lợn trên địa bàn, chỉ tái đàn khi hết dịch và đảm bảo các điều kiện an toàn về nguồn giống, kiểm soát dịch bệnh. Thưa quý vị khán giả, thôn Đồng Tạo, xã Thuần Mang là một trong những thôn đặc biệt khó khăn của huyện Ngân Sơn, với tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 50% số hộ dân. Nhằm giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngân Sơn phối hợp với chính quyền địa phương thành lập tổ hợp tác rau quả sạch ngay tại thôn. Sau 2 năm đi vào hoạt động, đến nay sản phẩm của tổ hợp tác đã được thị trường đón nhận, đời sống của các thành viên cũng có những chuyển biến tích cực. Tổ hợp tác rau quả sạch Thuần Mang thành lập từ năm 2018 với sự tham gia của 15 thành viên là hội viên phụ nữ tại thôn Đồng Tạo. Mô hình được thực hiện với tổng diện tích gần 4 ha. Đây đều là những diện tích đất ruộng một vụ, đất chân đồi kém hiệu quả. Các loại cây trồng được tổ hợp tác lựa chọn đưa vào sản xuất chủ yếu là bắp cải, su hào, cà chua, ớt, su su. Với lợi thế khí hậu mát mẻ, nhiệt độ thường thấp hơn từ 3 đến 5 độ so với các địa phương khác, nên hầu hết các loại rau, củ được trồng trái vụ. Nhờ đó, việc tiêu thụ sản phẩm của tổ hợp tác tương đối dễ dàng, giá cả cũng cao hơn so với các loại cây trồng chính vụ. Trước đây khi mà chưa có tổ hợp tác, thì mọi người canh tác nhỏ lẻ, thì là cái thu nhập hiệu quả, thu nhập thấp. Thì sau khi mà tham gia vào cái tổ hợp tác này, thì cái hiệu quả kinh tế được nâng lên, thì mọi người cùng nhau làm ấy, thì cùng nhau bán một nơi, thì cái sản phẩm xong rồi mình lại được cán bộ về tập huấn ấy, thì cái việc mà nâng cao chất lượng sản phẩm ấy thì được nâng cao rất là nhiều. Qua đánh giá cho thấy, sau 2 năm đi vào hoạt động, tổ hợp tác đã thực sự phát huy hiệu quả. Hàng năm, tổ hợp tác cung ứng ra thị trường khoảng 20 tấn rau củ quả cho doanh thu 320 triệu đồng. Hiện nay, tổ hợp tác không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên, mà còn tạo việc làm cho từ 10 đến 15 lao động địa phương. Để có được kết quả đó, đầu năm 2018, các cấp hội phụ nữ huyện Ngân Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khảo sát nhu cầu của hội viên, các điều kiện thực tế và hướng dẫn thành lập tổ hợp tác. Ngay sau khi được thành lập, các thành viên tổ hợp tác đã được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và kỹ năng quản lý nhóm. Cùng với đó, tất cả các thành viên trong tổ đã được tham gia khóa học do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Trường Cao đẳng Bắc Cạn tổ chức và đều được cấp chứng chỉ. Qua đánh giá thì là hiệu quả nhất đó là cái hỗ trợ thành lập của cái tổ hợp tác trồng rau sạch hữu cơ ở tại thôn Đông Tạo, xã Thuần Mang, rất là hiệu quả, bởi vì là
mỗi một hộ gia đình một tháng thì cũng cho thu nhập 2 đến 3 triệu đồng, và trong khi đó thì cái thời gian thì họ chỉ tranh thủ làm thôi. Ngoài cái việc trồng rau ra thì họ còn làm chăn nuôi rồi là trồng trọt các thứ, thì họ vẫn có thời gian để mà làm kinh tế và phát triển kinh tế gia đình. Đối với khu Đông Tạo này, để thực hiện cái nhóm tổ hợp tác trồng rau sạch này thì nó phù hợp với cái định hướng tiến tới là xã sẽ tập trung phát triển những cái nông sản, tập trung vào thành hàng hóa để có cái thu nhập nó ổn định hơn và cao hơn đối với bà con nhân dân trên địa bàn. Sản phẩm của tổ hợp tác rau quả Thuần Mang đã được thị trường đánh giá cao nhờ việc áp dụng đúng quy trình sản xuất, chế biến kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn theo chuỗi, đúng quy trình và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay, tổ hợp tác đang hợp tác cung cấp rau cho một số nhà hàng và một số điểm bán rau sạch tại thị trường Bắc Cạn. Trong tương lai, tổ sẽ đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thêm các kênh phân phối để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngân Sơn cũng như xã Thuần Mang đang tiếp tục hỗ trợ tổ hợp tác làm tem mác, quảng bá sản phẩm. Định hướng trong tương lai, tổ hợp tác sẽ phát triển lên thành hợp tác xã để có đủ tư cách pháp nhân và có thể cung ứng sản phẩm qua các chuỗi cửa hàng bán sản phẩm sạch hay siêu thị. Những nội dung tiếp theo của chương trình: Hội nông dân Bạch Thông thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước. Huyện Chợ Đồn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Xây dựng chính quyền điện tử ở Bắc Cạn. Năm nay, toàn huyện Ngân Sơn có hơn 680 hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 100,9% kế hoạch. Trong đó có 11 hộ phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 66 hộ cấp huyện, 600 hộ cấp cơ sở. Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện Ngân Sơn đã tuyên truyền, vận động gia đình hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, vận động gia đình hội viên nông dân đăng ký đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2020. Cách thức tuyên truyền được đổi mới, tập trung nhiều vào hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, cung ứng vật tư nông nghiệp. 6 tháng đầu năm, gần 1.900 hội viên nông dân ở Ngân Sơn đã được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Hội nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Ngân Sơn tổ chức 4 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 175 hội viên nông dân. Thông qua các hoạt động tập huấn, hỗ trợ đã tạo điều kiện giúp cho nhiều hộ nông dân tích cực sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt danh hiệu thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, trong thời gian qua, Hội Nông dân các cấp ở huyện Bạch Thông đã chỉ đạo các cơ sở hội tuyên truyền vận động hội viên tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, hội viên nông dân trong toàn huyện Bạch Thông đã đóng góp 60.000 ngày công lao động, gần 1 tỷ đồng, hiến 2.000 mét vuông đất để sửa chữa, đổ bê tông, mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi khác. Trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn từ năm 2015-2020, huyện Bạch Thông đã có trên 9.200 lượt hội viên nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét, đã có trên 7.000 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó có nhiều gương điển hình tiên tiến xuất hiện trong phát triển kinh tế, cho thu nhập hàng năm từ 200 triệu đến 600 triệu đồng thông qua các mô hình trồng cây ăn quả, mô hình kinh doanh dịch vụ, trồng rừng, mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay, việc tra cứu thông tin trên mạng Internet để bổ sung kiến thức cho bài giảng là cần thiết và đã mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình dạy học. Bên cạnh đó, học sinh có điều kiện được tham gia nhiều cuộc thi qua mạng Internet để cập nhật những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Để làm được việc này, cần trang bị kiến thức tin học ngay trong nhà trường cho học sinh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Chợ Đồn. Trường tiểu học thị trấn Bằng Lũng đã đưa môn tin học vào giảng dạy cho học sinh khối lớp 3 đến lớp 5 từ năm 2009. Trường bố trí một phòng học lắp đặt 17 máy để phục vụ công tác giảng dạy. Các em học sinh đều rất hứng thú với môn học này. Tin học là kiến thức cần thiết cho mỗi học sinh trong giai đoạn hiện nay. Vì thế mà việc tiếp xúc sớm với máy tính, Internet sẽ giúp các em biết các thao tác cần thiết với máy tính, cách khai thác, tìm kiếm thông tin qua mạng và học tốt hơn khi lên các bậc học cao hơn.
em được cô cho biết về những chương trình soạn thảo, bài trình chiếu và giúp em tìm hiểu trên Internet để em có thể giao lưu với các bạn trong và ngoài nước. Và em có thể trao đổi bài với các bạn trong lớp, trong trường và cô giáo. Khi có môn tin học thì đối với các môn giao lưu thì học nhà trường cũng rất là thuận lợi, là các em đã tiếp thu những kiến thức tin học nên là các em đã vận dụng tốt vào các phần thi giao lưu, giải toán qua mạng Internet cũng như là Olympic tiếng Anh. Là trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường mầm non thị trấn Bằng Lũng đã được trang bị phòng Kidsmart cho trẻ trải nghiệm. Đối với bậc mầm non, giáo viên dạy trẻ những kiến thức cơ bản nhất như tập đánh máy bằng 10 ngón tay, làm toán, vẽ tranh trên máy tính. Không gian phòng máy bậc mầm non được trang trí đẹp mắt, bộ máy tính cũng được thiết kế đặt trên bàn, ghế theo mô hình cây xanh. Sau khi được thực hành trên máy tính, các bạn sẽ thực hành ghép chữ, đếm số ở không gian ngoài lớp học, qua đó giúp trẻ lĩnh hội và nhớ bài học tốt hơn. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các giáo viên là thực hiện theo thời khóa biểu, thì tất cả các trẻ đều được khám phá trải nghiệm, và qua cái phòng tin học này thì các cháu phát huy được cái tính tư duy sáng tạo của trẻ. Khi mới bắt đầu tiếp cận cái phòng tin học thì mới đầu là trẻ còn lúng túng, nhưng mà tuy nhiên là sau có sự hướng dẫn của giáo viên thì là trẻ cũng rất là thích thú. Thực tế cho thấy, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, thì việc trang bị kiến thức tin học ngay từ bậc phổ thông là cần thiết, nhằm góp phần chuẩn bị lực lượng lao động tri thức cho tương lai. Tuy nhiên, với điều kiện nhiều trường học trên địa bàn huyện Chợ Đồn còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu trang thiết bị, thì việc giảng dạy môn học này còn hạn chế. Số trường có phòng tin học hiện chiếm tỷ lệ nhỏ, nhiều máy móc đã xuống cấp. Đội ngũ giáo viên thiếu nên phải hợp đồng theo từng năm học, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giảng dạy. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn đã tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hà Văn Diện, là con liệt sĩ trú tại thôn Nà Chuông, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn. Ngôi nhà được khởi công từ giữa tháng 5 năm 2020 với diện tích xây dựng gần 60m², tổng kinh phí thực hiện ngôi nhà là 200 triệu đồng. Trong đó, quân khu 1 hỗ trợ 80 triệu đồng, còn lại là nguồn vốn từ gia đình. Trong quá trình xây dựng nhà tình nghĩa, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Cạn và các ban ngành đoàn thể đã giúp đỡ ngày công san nền, vận chuyển vật liệu, xây dựng bếp. Ngôi nhà tình nghĩa được trao tặng đã thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, là tình cảm của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đối với những người đã chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã có 83 trên 107 xã thị trấn thành lập được đội xung kích phòng chống thiên tai, đạt 78% kế hoạch. Năm 2019, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã hỗ trợ tỉnh Bắc Cạn xây dựng 2 mô hình điểm tại xã Quân Hà, huyện Bạch Thông và xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn. Ngoài ra, toàn tỉnh đã mở rộng mô hình thành lập được các đội xung kích phòng chống thiên tai tại 81 xã thị trấn. Trong đó, huyện Ba Bể thành lập được đội xung kích phòng chống thiên tai tại 9 xã, Bắc Nạm thành lập được 8 đội, huyện Chợ Đồn thành lập được 15 đội ở 15 xã thị trấn. Mỗi đội xung kích phòng chống thiên tai được thành lập với hơn 100 thành viên, chủ yếu là lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, các tổ chức đoàn thể tham gia để ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ nay đến cuối năm, tỉnh tiếp tục đôn đốc việc thành lập hoàn thiện 24 đội xung kích phòng chống thiên tai tại những xã, phường, thị trấn chưa thành lập. Thưa quý vị khán giả, trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, việc xây dựng chính quyền điện tử ở tỉnh Bắc Cạn còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng, về công nghệ thông tin, về nhân lực và đặc biệt là khó khăn về nhận thức của nhân dân và cán bộ trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo ông Lô Quang Tuyến, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Cạn, thời gian qua tỉnh đã có một số kết quả tốt trong xây dựng chính quyền điện tử. Ví dụ như đã có tiến bộ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh sử dụng phần mềm dùng chung của các ngành, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, các phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông liên tục được nâng cấp, mở rộng tính năng, mở rộng dung lượng. Tuy nhiên khó khăn vẫn còn rất nhiều, như tỉnh chưa xây dựng xong mạng diện rộng, mạng LAN của tỉnh. Việc triển khai mạng LAN chưa đúng quy định và tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đặc biệt có một yếu tố quan trọng trong xây dựng thành công chính quyền điện tử mà tỉnh Bắc Cạn đang rất yếu, đó là nhân lực. Thì hiện nay tỉnh Bắc Cạn thì nguồn nhân lực thì cũng rất hạn chế.
những người mà làm thực sự là có chuyên môn về công nghệ thông tin, về an toàn thông tin thì rất là hạn chế, đặc biệt là các huyện thành phố. Thì cái việc hiện nay cái nguồn nhân lực thì cũng vừa thiếu mà lại vừa yếu. Thì trong thời gian tới cũng mong muốn là các cấp các ngành tiếp tục quan tâm, chỉ đạo làm sao có cái hệ thống nhân lực tốt nhất để đáp ứng được cái yêu cầu. Những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành, thực thi công vụ đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và dần hình thành chính quyền điện tử tỉnh Bắc Cạn. Xây dựng chính quyền điện tử đã làm thay đổi thói quen, phương thức, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Đồng thời đảm bảo công khai minh bạch trong giải quyết công việc, tiết kiệm kinh phí, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất trong xây dựng chính quyền điện tử là sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì Bắc Cạn còn rất yếu. Đến nay, số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp tỉnh cung cấp mới đạt tỷ lệ 24%, cấp huyện và xã mới đạt 9%. Hiện tại thì cái việc phát sinh thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 còn thấp so với cái mục đích đề ra, mục tiêu đề ra. Cho nên là sắp tới Trung tâm Phục vụ Hành chính công sẽ tăng cường tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và cá nhân tổ chức đến giao dịch. Từ thực trạng như vậy, ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Cạn đã ban hành chỉ thị số 03 về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định trọng tâm là bắt đầu từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức với vai trò là công dân khi sử dụng dịch vụ công có trách nhiệm nêu gương sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đều phải có trách nhiệm thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ công dân kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, không gặp và nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cung cấp dịch vụ. Sở đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái chỉ thị số 03, chỉ đạo các ngành, chỉ đạo các địa phương, đơn vị để tăng cường cái sử dụng dịch vụ công trực tuyến để từng bước hình thành công dân điện tử. Và nòng cốt phải là lực lượng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, và sau đó sẽ triển khai nhân rộng ra cho toàn thể công dân trên địa bàn tỉnh. Để xây dựng thành công chính quyền điện tử trong thời gian tới, việc cần làm là các cơ quan đơn vị địa phương phải chủ động rà soát, đơn giản hóa quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, bố trí nhân lực, đảm bảo hạ tầng thiết yếu, liên thông chia sẻ dữ liệu và tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chương trình thời sự tối thứ 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những chương trình tiếp theo trên kênh TBK.